Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Israel là Hiệp định Thương mại tự do FTA đầu tiên giữa một nước Đông Nam Á với Israel và là FTA thứ 16 giữa Việt Nam với các đối tác toàn cầu. Sau 2 tháng thực thi, Hiệp định đã mở ra nhiều cơ hội để hai nước hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây là chìa khóa để hàng Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Đông và cũng là nội dung của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Là thị trường xuất khẩu đứng thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Tây Á, 3 quý năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt xấp xỉ 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng lên đến 21%. Với ưu thế là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ và khởi nghiệp, Israel là chìa khóa để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ tiên tiến và hình thành hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu. Thưa quý vị, hoạt động thương mại của Israel bình quân hàng năm đạt gần 200 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là nhập siêu. Với mặt hàng tiêu dùng, thế mạnh của Việt Nam, Israel có nhu cầu nhập khẩu lên tới 35 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong đó có tới 70 mặt hàng mà Việt Nam có thể xuất khẩu được sang nước này. Sau 2 tháng ký kết, cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp rõ ràng hơn. Doanh nghiệp chè này đang tính đến việc bổ sung nhân sự, tăng sản lượng để đẩy mạnh xuất khẩu. Việc có FTA với Israel cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận các thị trường khác tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Âu. Với cái thị trường ở Trung Đông thì tôi nghĩ đó là một thị trường tiềm năng thì chúng tôi có thể là ký kết được với các cái đối tác khách hàng và cũng có thể là hợp tác với các cái đối tác, có thể là hợp tác trên tinh thần là hợp tác cùng nhau đầu tư, hợp tác có thể là trên tinh thần là chuyển giao về công nghệ, kỹ thuật và cũng có thể là bao tiêu các sản phẩm chè cho công ty. Điện thoại di động và linh kiện, thủy hải sản, nông sản, giày dép, hàng dệt may là các mặt hàng Việt Nam đang tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Israel. Việc ký kết VIFTA, Israel đang mở cửa nhiều hơn cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập trực tiếp vào thị trường tiêu dùng nội địa. Đây là cơ hội để hai bên đẩy mạnh thương mại và đầu tư, hình thành hệ sinh thái kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia. Thế mạnh của hai bên không là cạnh tranh nhau mà lại là bổ sung cho nhau. Cho nên có thể nói là hầu hết các cái mặt hàng thế mạnh xuất nhập khẩu của Việt Nam ấy, thì đều có thể là xuất sang Israel được. Và ngược lại, những hàng hóa mà Israel có công nghệ cao thì chúng ta cũng đang cần. Israel rất mạnh về sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, nhưng họ lại là bên cái phần mà công nghệ và các cái sản phẩm nông nghiệp mà công nghệ cao. Còn chúng ta là thế mạnh của chúng ta là sản lượng nông nghiệp và các mặt hàng là chưa phải ứng dụng công nghệ cao, nhưng mà chúng ta lại là đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Chúng tôi kỳ vọng là cái kim ngạch thương mại trao đổi hai chiều cũng sẽ có cái sự tăng trưởng nhanh trong cái thời gian tới và sẽ sớm đạt được cái mức 5 tỷ đô la Mỹ. Với cái lộ trình giảm thuế rất là tích cực cho các mặt hàng có thế mạnh của hai bên, các cái mặt hàng xuất khẩu chính của chúng ta từ hàng dệt may, da giày, các cái sản phẩm thủy sản, các cái sản phẩm nông nghiệp và các mặt hàng điện tử thì cũng đã được xuất khẩu sang thị trường Israel. Thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA nói chung và VIFTA nói riêng đã mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích thiết thực, nhất là thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần giữ chữ tín, làm đúng, tuân thủ các quy định về hàng hóa, tiêu chuẩn bắt buộc của nước sở tại. Ở Israel, người Do Thái, thì họ có cái chuẩn chất lượng là chuẩn kosher. Thì chúng ta phải nghiên cứu và chúng ta phải sản xuất sản phẩm hàng hóa và phải đáp ứng được cái chuẩn kosher này. Thứ hai nữa ấy, thì lâu nay ấy, thì các doanh nghiệp Việt Nam ấy, hay để ý đến số lượng và giá cả. Thì chúng ta phải có những cái thay đổi, đặc biệt thay đổi về tư duy, đó là vấn đề chất lượng là vấn đề hàng đầu. Còn sau đó thì mới bàn đến chuyện số lượng và giá cả. Rồi là vấn đề là phải xanh, phải là carbon. Dù không có lợi thế về khoảng cách địa lý, thói quen tiêu dùng hoặc dung lượng thị trường lớn như Liên minh châu Âu hay Trung Quốc, song trong bối cảnh hàng rào phòng vệ thương mại từ các thị trường truyền thống dựng lên khắp nơi, các thị trường mới như Israel sẽ bù đắp phần nào những khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, từ đó tạo xung lực để thúc đẩy thương mại hai chiều tăng trưởng, sớm đạt mức 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ và cao hơn nữa trong thời gian tới.